Chào tất cả bà con. Người Tây Nguyên xin gửi đến cho bà con một mảnh đất diện tích là 1,5 hectare nhé bà con. Đây, đây là vườn của chú Hoàng Đồng Nai, là cũng mua bên người Tây Nguyên giới thiệu nhé bà con. Đây, mảnh đất của mình là toàn bộ đã trồng hết rồi, hết cây rồi nhé bà con nhé. Đấy, mảnh đất của mình là đã rào hết toàn bộ lưới B40. Đấy, quá là đẹp luôn bà con nhé. Đấy, mảnh đất này đã trồng là bơ. Hiện tại là bơ của mình là 100 cây bơ. Đấy, gồm là bơ sáp là 30 cây, bơ trình 10 là 30 cây và 10 cây bơ bòn. Còn 034 và bơ bút là 30 cây nhé bà con. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Đây, mặt tiền đường nhựa. Đấy, nhà dân thì xung quanh nhé bà con nhé. Đây là mặt tiền đường nhựa liên thôn. Còn miếng đất của mình là 2 mặt tiền. Mặt tiền đường đất này là 140m và mặt tiền đường nhựa này là 110m. Đấy, diện tích của mình rất là đẹp nhé bà con nhé, vuông vắn, thuận tiện cho quý bà con. Đấy, trên đất đã trồng là toàn bộ cây ăn trái và 1.000 cây cà phê. Đấy, 1.000 cây cà phê đang kinh doanh. Là cà phê là 1.000 cây là năm thứ tư. Đấy, và 100 cây bơ, gồm các loại bơ, rồi xoài, cũng có một số cây. Đây, quả thì thôi khỏi phải bàn luôn. Đấy, rất là tuyệt vời bà con nhé. Đất này là đất đỏ ba gian, đường xá giao thông thuận tiện. Đấy, đã rào hết lưới rồi. Mặt tiền đường nhựa liên thôn nhé bà con. Mảnh đất này thì rất là đẹp. Đấy, quá tuyệt vời. Đấy, từ bề ngang của mình là đến cái cột điện kia là hết bề ngang mặt điện, mặt đường nhựa. Đấy, cây cối là ở cái không gian này thì rất là mát và trong lành nhé bà con nhé. Toàn bộ đã trồng hết cây ăn trái, cà phê, sen canh sen cư. Đấy, rất là tiện lợi. Đây là nhãn lồng Hương Yên. Đấy, nhãn lồng Hương Yên đang cho trái nhé bà con nhé. Đấy, nhãn lồng Hương Yên là được 30 cây. Đấy, đã trồng cũng tốt rồi nhé bà con nhé. Đấy, có một cái ngôi nhà rẫy như thế này đây. Đấy, bà con mua vào là có một cái ngôi nhà như thế này. Thì vừa tiền chăm sóc, đỡ phải xây nhé bà con nhé. Đấy, cùng lát gạch đầy đủ tiện nghi. Nói chung là để lại hết toàn bộ. Để lại là giếng, điện, bơm và bồn nước. Để lại hết. Còn những cái số nào mà vật dụng của gia đình, gắn liền với gia đình thì hai bên tự thỏa thuận nhé bà con nhé. Đấy, nhà cửa thì có sẵn rồi. Đấy, còn như thế nào thì bà con cứ đến trực tiếp và liên hệ cho người Tây Nguyên nhé bà con. Mảnh đất này thì rất là đẹp. Đây, chủ nhà trồng bầu. Đấy, rất là tốt nha bà con nhé. Cái đất đỏ ba gian này thì quá là tốt luôn. Trồng cây gì cũng được hết á. Đấy, đấy, chủ nhà đang ươm cà phê. Đấy, có là bưởi này, rồi chuối này. Chuối thì trồng mà rất là tuyệt vời rồi. Xung quanh biên trồng chuối, rồi 1.000 cây cà phê. Đây, chuối bà con. Rồi sầu riêng. Sầu riêng là 100 cây. Và năm thứ tư cũng có một số cây. Nói chung là thứ tư, thứ ba, thứ hai, mỗi năm chủ nhà là trồng một ít là sầu riêng. Đây, chuối này bà con. Quá đẹp đúng không bà con? Đấy, mảnh rẫy của mình đây. Đấy là bơ.
bơ trứng 10 nha bà con nhé. Đấy. Nhưng bà con xem cái vườn chuối thì quá là mê. Và cây trồng trên đất rất là tuyệt vời nhé. Có thêm cỡ khoảng 30 cây ổi nữa. Đấy. Đấy, bà con có một cái vườn cây ăn trái xen cánh xen cư rất là bài bản nha bà con nhé. Còn chất đất thì khỏi phải bàn. Chất đất là đất đỏ ba gian mà bằng phẳng, thuận tiện cho quý bà con. Nói chung là cái mảnh vườn này là đa dạng cây trồng, rất là đẹp cho quý bà con. Đấy, bà con mua cái mảnh vườn này thì có thể là đấy, có một cái vườn cây để đời luôn bà con nhé. Đấy, rất đẹp, tiền lời, không khí trong lành. Và trồng một số cây đinh lăng. Đấy, quá tuyệt vời nhé quý bà con nhé. Đấy, bơ này, nhìn trái bóng luôn. Rất là đẹp. Đấy, giá chủ nhà mong muốn là ngày trước người Tây Nguyên có đưa ra giá là 1.3 tỷ. Nhưng mà bây giờ chủ nhà mong muốn là giá 1.25 tỷ là cái mảnh đất này. Đấy. Bơ đây là bơ bút nha bà con nhé. Bà con nhìn thấy chưa? Trái quá trời trái luôn. Đấy. Bà con tha hồ là ngắm cảnh và chăm sóc vườn cây ăn trái của mình. Rất tuyệt vời cho quý bà con. Vườn cây của mình đã rào hết toàn bộ là lưới B40. Đấy. Bà con xem cái mảnh rẫy của mình thì rất là tuyệt vời nha quý bà con nhé. Đấy. Quá là đẹp luôn. Mà từ đây đi ra quốc lộ 14A là đường nhựa, và đến tận nơi, đến quốc lộ 14A là 3 cây số nhé bà con. Từ đây đi ra đến quốc lộ 14A là 3 cây số. Và còn cách trung tâm của Ủy ban Nhân dân xã, trường học, trạm y tế và chợ thì chỉ có là 1 cây số nhé bà con nhé. Ở 700m đến 1 cây số. Đấy, rất là thuận tiện, giao thông rất là thuận tiện cho quý bà con. Bà con ở xa, Sài Gòn, Đồng Nai, từ mọi miền đất nước có thể đến mua cái sản phẩm này thì xe nó đưa gần đến nơi thì rất là tiện nha bà con nhé. Đấy, bà con mua cái sản phẩm này rất là yên tâm. Đây, sầu riêng đây bà con. Đấy, sầu riêng năm thứ tư. Đấy, nói chung là sầu riêng là năm thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nói chung đều có trồng ở trên vườn. Mỗi năm thì gia chủ trồng xen canh một ít. Đấy. Rất là tuyệt vời rồi nhé bà con nhé. Đấy, bà con mua cái sản phẩm này thì quá là như ý rồi. Rất là bài bản cho quý bà con. Đấy, người Tây Nguyên sẽ đi quay kỹ hết cái mảnh vườn của gia chủ này đến với quý vị, quý bà con tham khảo, để bà con đến nơi thì không phải bỡ ngỡ. Và nói chung là người Tây Nguyên quay toàn bộ là giống như 100%. Đấy. Nên là bà con mua cái sản phẩm của người Tây Nguyên thì rất là an tâm về độ chuẩn xác. Là bà con đi đến nơi thì không phải suy nghĩ nữa. Mọi mảnh vườn này thì đều như ý luôn bà con nhé. Đấy.
Mảnh vườn này thì toàn bộ là người tên Nguyên giới thiệu thì thật sự là 100% là rất là uy tín. Đây là mít Thái nha bà con nhé. Đấy, mít mà sai triệu cành luôn bà con. Đấy, rất là đảm bảo và sai sai trái luôn bà con nhé. Được gia chủ trồng xung quanh biên kèm với bơ và một số cây ăn trái. Đấy, nói chung là bà con có cái mảnh vườn này hàng năm thì đều có nguồn thu nhập nha bà con nhé. Mảnh đất của mình thì làm rẫy thì rất là đẹp và vuông vắn, mặt trước và mặt sau đều y như nhau nha bà con. Đấy nên là mảnh đất này thì quá là vuông vắn luôn, nói chung là quá đẹp luôn. Đấy, bà con mua vào là chỉ có việc chăm sóc và thu hoạch thôi nha bà con. Đấy, bà con mua đất thì không phải suy nghĩ rồi. Nên là ai có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho người Tây Nguyên theo số điện thoại 097 666 0424 nha bà con, để được hỗ trợ tư vấn về cái mảnh đất này, để đến với bà con, biết đâu thì bà con tham khảo được thì ủng hộ cho người Tây Nguyên cái sản phẩm này. Đấy, ở đây dân cư an ninh đảm bảo cho quý bà con, nên là bà con mua cái sản phẩm này rất là an tâm nhé. Đường xá giao thông thuận tiện và an ninh đảm bảo, nói chung là sổ sách đầy đủ rồi, có sẵn ở nhà rồi, nên là bà con mua vào là có thể báo cho người Tây Nguyên thì sẽ công chứng trong ngày, thì bà con rất là yên tâm. Đấy, vườn bơ của mình đây, trái rất sai đúng không bà con? Đấy, quá tuyệt vời. Đấy, mình đi quanh hết toàn bộ rẫy đấy để cho bà con tham khảo những cái vườn cây của gia chủ này. Đấy, trên trên đất vẫn còn là hơn 300 trụ tiêu. Đấy, nói chung là cũng không được đẹp lắm đâu, nhưng mà nói chung là cái nguồn thu mình cũng có. Đấy, quá tuyệt vời. Bơ, tiêu và 1.000 cây cà phê, rồi vườn cây ăn trái, thì nguồn thu nhập của mình cũng có ở trên trên đất rồi. Đấy, đã rào hết cuối rẫy rồi. Đây là cuối rẫy của gia chủ nha bà con. Đấy, rất là tuyệt vời cho quý bà con nhé. Đấy, nên là ai có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo theo số điện thoại 097 666 0424 nhé. Và nhớ đăng ký kênh cho người Tây Nguyên một like để cập nhật những cái sản phẩm nào mà mới nhất và giá rẻ nhất, hợp lý nhất đến với quý bà con nhé. Đấy, mảnh đất của mình thì quá là bằng phẳng luôn, rất là đẹp, rất là đầy đủ mọi yếu tố cho quý bà con. Đấy, bà con mua vào thì rất chi là an tâm. Đấy, mảnh đất của mình thì đất đất đỏ Ba Gian thì tốt nhất trong các loài đất nha bà con, tốt và đẹp nhất, nên là bà con mua cái sản phẩm này thì rất là yên tâm. Đấy, cái đất đỏ Ba Gian phù hợp rất nhiều loài cây trồng và cây ăn trái, nên là bà con yên tâm về cái nguồn đất và nước, rất là đảm bảo cho quý bà con nhé. Đấy, mảnh vườn của mình được gia chủ trồng xen một số cây hoa màu đấy ở trên đất,
đấy, xem cái đầu này, đấy, một xem một số cây hoa màu, và đã trồng một cái số là cây cây đào nhé bà con, đấy, cây đào cảnh đấy, đấy trồng một số cây đào, thì vừa mới trồng xong, đấy, quá tuyệt vời nha bà con nhé. Con mua thì cái sản phẩm này thì rất là an tâm. Đấy, chất đất thì quá đẹp luôn bà con nhé. Được chủ nhà đi ống ngầm hết toàn bộ rẫy rồi. Đấy, đi ống ngầm hết toàn bộ rẫy rồi nha bà con. Nên là bà con mua vào là tưới tắm chăm sóc thì bà con an tâm. Quá rất là như ý cho bà con nhé. Quá đảm bảo luôn. Nên là bà con mua cái sản phẩm này thì rất là tuyệt vời. Đấy, nhìn từ trên cao bà con thấy chưa? Đấy, rất là đẹp và là vuông vắn, thuận tiện cho quý bà con. Hai mặt tiền đường, một mặt tiền đường nhựa liên thôn và khu dân cư, rất là đảm bảo an ninh. Đấy, cho quý bà con nhé. Đây, cái mảnh vườn của mình đây, và con đường được gia chủ rào hết toàn bộ lưới B40 rồi. Nên là chủ nhà mong muốn với giá là 1 tỷ 250 triệu đồng. Để cho quý bà con, ai có nhu cầu thì cứ thương lượng trực tiếp với người Thái Nguyên nhé. Có thương lượng nhà, đấy, diện tích thực tế trong bìa là 1 hect 350, còn diện tích ở ngoài là 1 hect rưỡi nhé bà con nhé. Đấy, rất là vuông vắn. Đấy, bà con mua cái sản phẩm này thì quá là đẹp, và cây trồng đã trồng kín hết rồi bà con nhé. Đấy, vuông vắn và trồng hết toàn bộ cây ăn trái rồi, rất là đẹp. Cái đường đất cấp phối này thì sau này cũng sẽ đổ bê tông hóa hết bà con nhé, nên là rất là đẹp. Hai mặt đường và khu dân cư an ninh đảm bảo, gần ngay trung tâm ủy ban xã và trạm y tế, trường học, và cách quốc lộ 14A chỉ có 3 cây số thôi. Quá tuyệt vời nha bà con. Đấy, quá đẹp và quá tuyệt vời. Nên là bà con mua cái mảnh đất này thì rất là an tâm. Đấy, đất này tại huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai nhé bà con. Đấy, đất tại huyện Chư Bứ, tỉnh Gia Lai nhé. Đấy, bà con mua cái sản phẩm này thì đầy đủ mọi tiện ích rồi nhé bà con. Đây là nhà chú Hoàng Đồng Nai. Đấy, chú vào đã vào ổn định và chăm sóc cây trồng trên đất rồi, rất là tuyệt vời. Đấy, và rất nhiều người dân đến và ủng hộ cho người Tây Nguyên ở trên những cái khu vực như thế này, và đều làm ăn rất là thuận tiện nha bà con nhé. Đấy, vườn cây của mình đây, rất là đẹp, vuông vắn, thuận tiện. Nói chung giá cả thì chủ nhà mong muốn như thế, nên là ai có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp cho người Tây Nguyên nhé. Sổ sách đầy đủ, chính chủ nha bà con. Thân ái chào bà con, chúc bà con tìm được mảnh đất như ý.